Xin chào anh em, chúng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trên tay mình đây, chắc là mình không cần phải giới thiệu nữa. Anh em có thể dễ dàng nhận ra đó là chiếc Redmi Note 11. Và đây là phiên bản RAM 6 bộ trong 128GB. Giá trên thị trường thì dao động khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 4 triệu 8, 5 triệu tùy nơi bán, tùy hệ thống và tùy thời điểm. Có rất nhiều anh em thắc mắc với mình là tại sao em chơi tựa game DLS 2023 hay 2022 nó lại lag như vậy, đúng không? Trong video này mình sẽ tiến hành trải nghiệm thử tựa game DLS 2023. Và mình cũng chia sẻ với anh em cái nguyên nhân vì sao nó lag, vì sao nó lại khó chơi như vậy. Mặc dù đây không phải là một tựa game nặng. Đây, mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Đây, mình chia sẻ cho anh em này. Đây, vào cái app này. Đây, DLS này. Đấy, nó có mấy trăm MB thôi. Đấy, data các thứ dữ liệu thì mình chưa có nhiều. Nhưng mà kể cả con cho con nhiều đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là bao nhiêu? Nó cũng chỉ là gọi là hơn ghi đi, đúng không? Thoải mái cho nó hơn ghi đi. Thì làm sao mà nó có thể là nó nặng được, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ test thử nhá, xem nó như thế nào nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào việc nhá. Rồi, như vậy là mình đã vào trong tựa game DLS 2023 Dream League Soccer đấy. Thì khoan nói về cái việc mà chúng ta vào game như thế nào đã. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến CS Play này. Chúng ta sẽ gõ chữ DLS 2023. Đấy, anh em sẽ thấy là cái DLS 2023 này, nó sẽ, các bạn sẽ thấy là cái app này nó sẽ không hỗ trợ cho cái khu vực của bạn. Đấy, cho cái Google Play của khu vực của bạn, tức là khu vực của chúng ta là khu vực gì ạ? Việt Nam. Thế cho nên là cái app này nó không hỗ trợ. Và chúng ta có muốn tải thì chúng ta phải lên Google, chúng ta gõ DLS 2023. Đấy, DLS. Đấy, mình nhớ không lầm thì 2022 cũng phải tải như vậy. Đấy, anh em cũng phải tải như này và cũng phải cài như thế này. Đấy, mặc dù nó ghi là nó vẫn ghi là không hỗ trợ nhá. Đấy, nó vẫn ghi không hỗ trợ nhưng chúng ta vẫn chơi được. Đó. Chính vì cái vấn đề nó không hỗ trợ như vậy thế cho nên có những cái máy nó rất lag. Có những máy nó không lag. Tại vì sao lại vậy, đúng không? Đa số là đáng nhẽ nếu như không hỗ trợ thì phải lag. Bởi vì là tùy từng cái thời điểm, tùy từng cái độ ổn định của nó. Rất nhiều anh em bảo đấy, không, tôi chơi thấy bình thường. Có những anh em bảo tôi chơi lag kinh khủng. Mà anh em biết là cấu hình con Redmi Note 11 này đáp ứng cái tựa game này là thoải mái, đúng không? Mình thấy là thoải mái chứ. Hay là trước đây mình có test một cái con đó là con máy đó là Poco C40 thì mình chơi lag kinh khủng luôn anh em ạ. Anh em vào anh em cảm thấy kiểu là nó kiểu là slow motion, đúng không? Vào nó như kiểu là tua chậm vậy. Đó, chính vì vậy là có một cái nguyên nhân, có một cái lý giải dành cho anh em, đó là cái tựa game này nó không hỗ trợ những cái dòng máy cái Google Play ở Việt Nam. Đấy. Cái dòng máy ở Việt Nam thì cho nên là cái mức độ ổn định nó không được cao. Đấy, có thể chia sẻ là như vậy nhá. Cái độ ổn định nó không cao cho nên là lúc lag lúc không. Có những trận mình chơi rất là mượt nhưng có những lúc mình vào thì lag thôi rồi luôn. Đó, mặc dù là mình để cấu hình thấp rồi nào là hạ cái setting xuống gọi là không thể thấp hơn được nữa, hình ảnh trông rất là xấu. Còn đây mình đang mắc setting. Mình đang mắc setting nhưng mà vào rất là mượt, đúng không? Rồi, như vậy là mình đã bật loa nó lớn hơn và cũng cho hình ảnh quan sát anh em nó rõ hơn. Đá bóng mà. Bóng đá thì anh em phải quan sát ở cái màn hình nó lớn, nó rộng rãi thì nó mới hay được. Mới thú vị được. Thực ra cái nguyên nhân mà gọi là cái tựa game nó không hỗ trợ ở Việt Nam thì cũng là cái suy đoán của cá nhân mình thôi. Chứ nó không có, nếu anh em hỏi mình thì mình trả lời như vậy thôi. Chứ còn nó cũng không phải là một cái, không có một cái cơ sở gì cả. Đấy, bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì là có rất nhiều anh em sẽ thắc mắc rằng là tại sao tôi chơi nó không lag, đúng không? Nhưng mà em thấy là rất nhiều anh em kêu lag và mình cũng đã trải nghiệm rồi. Mình thấy nó lag ở cái con Poco C40 ấy. Poco C40 thì tất nhiên là nó là gọi là điện thoại, gọi là cấu hình mạnh thì nó cũng không phải là mạnh. Nhưng mà yếu thì nó cũng không thể gọi là yếu đến mức mà là không thể chơi được cái tựa game này, đúng không? Anh em thấy là một cái tựa game mà có mấy trăm mê thì làm gì mà phải là nặng. PUBG nó còn nặng hơn, Liên Quân nó còn nặng hơn nhiều chứ, đúng không? Nó còn nặng hơn nhiều thì làm sao mà có cái chuyện mà nó lại lag ở cái tựa game này được. Đó, tất cả chỉ có thể lý giải là cái mức độ ổn định không cao bởi vì nó không hỗ trợ cho cái khu vực của chúng ta là khu vực Việt Nam mà thôi. Đó, cái tựa game này kể cả cho chúng ta có fake IP đi chăng nữa, nó vẫn không phải là cái tựa game hỗ trợ cho khu vực chúng ta. Rồi, như vậy là đã hết hiệp 1. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần game setting nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy là mình đang để FPS là 60 nhá. Đó, FPS là 60 và cái chất lượng là cao.
đấy cao nhất thôi, nó không thể cao hơn được nữa đâu. Chơi vẫn rất là mượt, vẫn rất là ok, vẫn rất thoải mái. Nhưng mà thậm chí có những cái trường hợp mà anh em chơi, có những lần mình gặp là chơi nó lag loi ra, nó không thể chơi được, thì nguyên nhân chỉ có thể là như vậy thôi. Thế còn tóm lại là khi mà mình test ở game Dream League Soccer 2023 DLS 2023 thì mình thấy nó rất ok, không gặp vấn đề gì cả. Mình đã test rất nhiều trận rồi, cần một tháng nay rồi để giải đáp cái thắc mắc cho anh em. Có những hôm nó lag, có những hôm nó không, rồi có những máy nó lag, có những máy nó không. Đó. Rồi, còn không biết anh em trải nghiệm game này thì thấy như nào, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên cho mình xin đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận những video mới nhất nhé. Bye bye.